đến 40 phân bền nó phải thẳng với cái xe cái vạch trắng đó đó, đúng không? Có nghĩa là xe mình sẽ sát cái cửa chuồng này nè, đúng chưa? Bắt đầu uốn uốn khoảng căng cái vai mình giữa giữa chuồng xe, rồi chị đánh lái qua đâu? Rồi
xe đi xuống dốc, có cái bài lên dốc chứ có bài xuống dốc ha. Xuống dốc mình cứ để xuống một đi chậm chậm vậy thôi, xuống đây canh bánh lái không mua người lỡ kia chui vô để canh cái mình tiếp tục tới cái bài vệt bánh xe và đường vuông góc, sau cái đầu xuống, sau cái đầu xuống rồi mình thấy không, để cho xe mình đi sát về mình bên phải này nè. Rồi ngã chân ga ra, tay trả thẳng lái cho xe nó thẳng, thẳng lái những cái chữ Hino nè. Rồi bắt đầu mới cao lên mới lấy điểm canh, canh cái vai mình nó phải trùng với cái gờ bê tông này nè. Rồi bắt đầu mới quay lái ôm cua vô, mình vô cho vuông góc á, đi con thôi thủng thắng vô, không có để chân qua ga. Trong xe hình đi càng chậm càng tốt, không có đi ga, chủ yếu là đi cái chân con á. Mình thấy xe nó đứng lại mở con, đè con vô trả lái, góc này nó sát quá là nhích ra nè, ngay đây nó sát nè, nhích ra. Rồi nhìn kiếm dài thấy chưa, đó thằng xe mình phải hở cái gờ bê tông khoảng từ 30 đến 40 phân vậy là ok, thấy chưa, cái kiếm dài á. Rồi tiếp tục, bây giờ tới đây là không nhìn kiếm dài nữa, nhìn kiếm tròn, thấy cái cụm đèn xe của mình không, canh cái cụm đèn xe sao nó lọt vô chính giữa hai cái ống đèn, thấy hai cái ống đèn không đó. À, nó hơi sát thì mình chỉnh, đó mình chỉnh qua chỉnh lại vậy nè, thấy chưa, đó ha. Rồi con sau vô thắng dừng đó, mình thấy cái thành xe, bây giờ nhìn qua kiếm dài thấy cái thành xe với cái ống đen mà nó hở từ 5 đến 10 phân vậy là lọt. Còn như thằng Phi hồi nãy cái dòng thứ hai nó hở rộng quá là nó cán ống bên này, còn mình chạy vô cái ống bên phải mà không thấy đâu có nghĩa là mình sẽ cán nó rồi, hoặc mình đi ra ngoài nó là không được không. Cái bài này gọi là cái bài vạch bánh xe và đường vuông góc đúng không. Rồi giờ xong rồi bánh xe tiếp tục cái đường vuông góc, đánh lái bên nào mắt nhìn hướng bên đó, canh cái vai lọt qua cờ bê tông vừa nghe ống đen là quay hết lái, dứt hết hướng luôn nha, kịch lái luôn. Xe Hino mình nói chung là đánh lái nó hơi nặng cho nên phải ráng. Rồi đè con vô không có sát đâu, vậy là được rồi, trả thẳng trước. Rồi bắt đầu nhìn bên này cao lên, rồi tiếp tục đánh hết cứng, ừ cứng nha. Rồi mở con từ từ, bây giờ mình nhìn cái kiến tròn nè, thì mình thấy cái cản xe của mình ngay góc này nè, nó hơi ném lên cái gờ bê tông đúng không, con vô dừng. Nhưng thực chất đố em cái bánh em nó có cán không? Không, không đúng, cái mũi nó dướng thôi nhưng cái bánh nó nằm dưới cái đít em á, thì giữa cái bánh xe với cái mũi nó cách nhau cả mét đúng không, thì cái mũi nó ném lên thôi, nhưng mà cái bánh là mới cái đè đúng không. Rồi nếu mình qua vậy là mình cứ cứ canh ngang qua mình là nó sẽ là ok hả thầy? Nếu mà mình phải đánh hết lái đúng, phải đánh hết lái mà phải đi tốc độ chậm, số một chậm. Rồi bắt đầu bên đây nó thoát được rồi đúng không, thì bên đây nó cũng thoát. Nhìn em cái kiến dài, em thấy cái thành xe của em với cái ống đen nó thoát rồi đó, nó hở khúc đúng không, đường nó bự chùm bá, tại vì mình sợ mình bị tâm lý, mình cứ nghĩ là nó nhỏ nó vừa đủ chiếc xe của mình, chứ khi mà người ta, ta chạy em ra em đứng em thấy cái xe nó lọt qua rồi, cái đường cũng còn rộng, chứ con mà không có đỡ con được, không có tài nào mà lùi xe được, con thả bạch bạch xe thì dứt thì dứt thì dứt sao lùi được. Thank you.
trời vậy đó, nó mới không cán, đúng không? Rồi qua bờ bến xe xong mình bên này để đường vuông góc vừa lọt qua rồi quay hết cứng. Ừ đó, số một xe chậm rù vậy mà đánh xong nó đâu kia mấy bà mấy tay hồ hào cũng đánh đâu. Đè con vô cho xe nó chậm tay trả lái, rồi nhìn bên này đi hướng nào mắt nhìn hướng đó, lọt quýnh mở con. Giờ về làm sao? Rồi mày đánh theo sớm nè, đúng không? Cái hạng C của mình nó thi mà cái khó nhất á là cái dốc. Cái bệt bánh xe gì chứ canh cũng dễ, chỉ qua được cái dốc với lợi che cho ngon là ok. Mà không biết có qua được cái lý thuyết của cái môn phỏng. Sáng thì lý thuyết của môn phỏng rớt cái bịch mẹ là về rồi tối ông xuống chạy xe mất công. Trong tình bỏ thời gian chạy mấy trăm cây số đi học tốn tiền tốn của đủ thứ mất thời gian. Cũng như không kêu cũng dặn cũng dữ lắm á, đi đường trường ngồi ăn cơm uống nước dặn rồi về nhớ học lý thuyết. Dạ dạ trời ơi, thì đó cái bọt thi mà trên lầu đi xuống mà nhìn cái mặt nó đơ đơ là mình chỉ là một phát một mày rớt rồi đúng không, là dạ liền. Rồi chạy ra ngoài tắt chưa lại đi, chiều cần tiếp về đón con đi. Xe chuẩn bị lên dốc là ngừng trên dốc các bạn. Đây, ngừng trên dốc. Đạp hết con vô rồi đạp thắng vô. Nhả con từ từ ra. Nhả con từ từ, khi nào cái đầu nó giật thì thả chân thắng ra. Để số 1 nha, về số 1. Nó tuột rồi. Tắt máy à. Tắt máy, tụt dốc luôn. Rồi bạn này hơi yếu nha. Tức là mình phải đạp thắng, hết thắng. Nhả côn từ từ thôi, khi nào mà cái đầu xe nó giật á. Giật mạnh thì mới buông cái chân thắng ra. Đây là cái công đoạn khó nhất của xe tải. Tụt. Lúc nãy mình cũng có thử qua cái thử thách này rồi các bạn. Mình không có bị tụt, mình cũng không có bị tắt máy luôn. Rồi vậy thôi, rất là đơn giản nha. Cái ống hơi này cũng khó các bạn. Đây là qua cái ống hơi nè. Cái ống hơi chỗ đây nè. Phải cho hai cái bánh xe nó cán qua khúc chính giữa rồi, rất là hợp lý nha. Rồi giữa luôn, rất hợp lý luôn. Và bánh sau hơi lẹ. Rồi cho hai cái bánh xe nó cán qua cái dính giữa ống hơi nè. Khúc này gọi là qua khúc què, qua khúc vuông góc. Góc rất là rộng luôn, bánh sau góc rất là rộng luôn, bánh trước mém cán. Bánh trước mém lèo lè. Tức là khúc này là quẹo hơi trẻ. Hôm nay là ngày học thực hành lái xe thứ hai, được thầy chỉ chạy xe lên dốc và ngừng trên dốc. Bây giờ xe tải nè, chuẩn bị lên dốc và ngừng trên dốc đó các bạn.
chúng mình lên dốc và ngừng trên dốc. Cái dốc nằm đây. Chạy lên tới cái vạch màu trắng ngừng lại. Đạp hết côn hết thắng lại. Sau đó trở về số 1. Và thả chân côn từ từ ra. Khi nào cái đầu nó giật thì buông chân côn ra, nó sẽ tự qua. Rồi tắt máy ra. Bạn này thả chân côn hơi mạnh nha. Chị thả từ từ các bạn. Chân thắng là không được thả nha. Chị thả chân côn mà thả từ từ thôi. Nhưng mà phải đưa về số 1 nha. Chứ số 2 nó cũng tắt máy. Trừ những người nào mà đi quen rồi, giỏi rồi thì số 2 vẫn qua được. Đây là cái khâu khó nhất nha. Rồi, qua rồi. Rất là đơn giản nha. Ngày thứ hai thì học hai điểm khó nha. Điểm thứ nhất là ngừng xe giữa dốc, và điểm thứ hai là chạy qua cái ống hơi. Đợi cái đường này nè các bạn, bằng vai là quẹo thôi. Đó, đợi nó bằng vai là quẹo thôi. Rồi cho hai bánh xe chạy ngang lên giữa cái ống hơi này. Đó, thầy đang hướng dẫn để đưa bánh xe vô. Rồi hơi xét vô trong rồi, hơi xét rồi, bánh xe hơi xét rồi. Ra thì vô rồi, cán ống hơi rồi. Rồi bánh trước bánh sau được cán hết rồi. Ngay vạch xuất phát nha. Rồi chạy lên dốc không có lấy chớn nha. Xe này lên chắc lấy số 1 nè các bạn, nên tốc độ rất là chậm nha. Đúng ra mình có thể chạy số 2 nha, nhanh một chút. Rồi mình đạp vào côn cho chớn nó lên. Đến khi gần tới cái vạch màu trắng thì ngừng hẳn lại. Đây, đang lên đó. Lên vào số 1 đó. Đó, dừng lại đó. Người ta đi số 1 thì cho nó chắc chắn. Đi số 1 thì nó hơi chậm chút, nhưng mà là chắc chắn. Đây là những người lái quen rồi các bạn, nên thầy để cho một mình một xe tự lái nha. Bạn này đi rất là chậm và cẩn thận nha. Nó đi vào cái ống hơi. Nếu mà khi mà chúng ta thi á, mà chúng ta đi chậm quá thì cũng sẽ hết thời gian nha. Bạn này chạy rất là cẩn thận và chậm. Sau khi qua cái ống hơi rồi quẹo trái nè. Khi chúng ta ngồi trên xe thì chúng ta thấy cái đường nó rất là nhỏ nha. Nhưng mà đứng ở dưới nhìn thì đường nó vẫn rất là to nha. Tới đoạn này chúng ta sẽ ôm góc rộng nha. Chạy lên xa ôm góc rộng. Quẹo qua bên tay phải nè. Đi vào cái đường nhít dắt nè. Khúc này là không có chạy bằng ga nha, khúc này chỉ chạy bằng côn thôi, hãm côn lại.
chạy bằng côn này kết hợp với thắng á. Chỗ này có hai cái đàn cô nè. Rồi, quá đơn giản. Đây là một trong những cái khúc khó nhất nha các bạn. Ngừng xe trên dốc. Điều quan trọng là mình phải cho cái xe nó thật là thăng bằng nha. Như thế này là bánh qua là nha, bánh trước qua rồi đó. Rồi bánh trước ok rồi. Rồi ok rồi. Rồi xong các bạn, rất là dễ các bạn. Bạn nữ lái cũng được nha. Mấy anh chị sẽ lên xa hình rồi mấy anh chị sẽ ghe được. Bài ghe này cũng rất là quan trọng nha. Chị phải biết ghe, biết lùi xe cũng được. Hạng C mấy anh chị khó nhất là cái dốc và cái bài ghe này thôi. Còn mấy kia đều đơn giản, dễ hơn B2 rất là nhiều. B2 nó còn dây dọc nữa, còn phải dây ngang, thời gian nó lại ngắn hơn mấy anh chị. Thì mấy anh chị phải cố gắng học cái bài, mấy anh chị mới đi đường trường được, đúng không? Đó, làm cái nền từ từ vậy đó ha. Rồi xong mấy anh chị đi đường trường xong, mấy anh chị còn về 4 tầng học xa hình, mấy chị cứ dây tới dây luôn, tiếp tục mấy anh chị phải dây. Có nhiều người tới 4 tầng luôn dây cũng được, cái quan trọng là mấy anh chị phải đỡ được chân con ha. Thì cái bài dây của mình là dây ghép dọc. Thì bây giờ mấy anh chị nhìn là cái ô người ta vẽ nè ha, trắng này nè, thấy chưa? Đó, thì mấy chị làm sao mà mấy chị phải dê cho xe mấy chị lọt vô cái ô này, đúng không? Có nghĩa là bánh xe của mấy chị không được đè lên mấy cái vạch này. Mấy chị đè lên cái vạch này ở bên cái khi mà mình đi thi với mấy cái vạch này là mấy cái ống đen nè, mấy cái ống cảm biến, mấy chị đè lên mấy cái vạch này là nó sẽ trừ điểm. Mình đi sao cái xe mình nó phải ngang qua đây nè, rồi nó đi vô ha, không được đè lên mấy cái vạch này. Rồi mấy chị phải dê cho xe mấy chị lọt vô cái ô này. Khi nào mấy chị nhìn cái mẫu bánh xe sau mình nó đè lên trên tới cái vạch vàng này là mấy chị dừng. Tại khi mình đi thi ngoài sau cái chuồng ghe nó sẽ có một cái vạch vàng này là vạch cảm biến nè. Khi mấy chị ghe xe mấy chị lọt vô đây, cái cảm biến nó sẽ quét lên cái vạch vàng này thì nó sẽ mới nhận bài mấy anh chị.
thì khi mà nó nhận bài thì mấy anh chị nghe nó làm cái tin cái ha, thì mình mới đi ra. Còn ve vô mà nó chưa nhận bài, nó chưa báo bài mà mấy anh chị đi ra là mấy anh chị sẽ rớt. Thì cái bài ve này thời gian của nó cho mấy anh chị trong vòng 2 phút thôi nha, 2 phút thôi mấy anh chị phải ve vô đây, nó nhận bài, nó báo cái tin rồi mấy anh chị đi ra trong vòng 2 phút. Quá 2 phút nó sẽ trừ điểm mấy anh chị 5 điểm. Nếu quá 2 phút nó trừ mấy anh chị 5 điểm thì mấy anh chị phải tiếp tục ve, chứ không phải thấy nó trừ 5 điểm mà bỏ đi ra là mấy anh chị rớt. Đúng chưa? Thí dụ giờ mình đang còn 90 điểm nè, mình ve vô quá 2 phút rồi mà chưa ve xong thì nó trừ mình 5 điểm, là mình còn 85 điểm không? Tiếp tục mấy anh chị phải ve ve, khi nào ve lọt vô đây nó nhận bài thì mấy anh chị mới đi ra, chứ không phải nó trừ 5 điểm cái lo đi ra là mấy anh chị rớt luôn. Phải không? Có nghĩa là khi ve vô nó phải chấm bài mấy anh chị thì mấy anh chị mới đi ra được. Đúng chưa? Đó. Đúng không? Bài ve này về nhà mấy chị muốn chạy tới phải lùi xe nữa chứ, đúng không? Đó, ha, nè cái ô nè, thấy chưa? Mà mấy chị tới đây là mấy chị dừng cao lắm là mấy chị xét xuống đây thôi, bánh xe sau mình. Còn nếu mấy chị ve nữa thì mấy chị đụng như đây nó sẽ trừ điểm. Đúng không? Né mấy cái vạch này ra. Đúng không? Cái này là cái nháp thôi, nhưng mà bên sân tập của mình hoặc sân thi là cái này là nó có, là cái gờ bê tông mà. Đúng không? Thì cặp với cái gờ bê tông nó sẽ có cái ống đen nằm dọc vậy nè. Đúng không? Mấy chị đè lên cái ống này là trừ điểm. Khi lùi góc như tôi đứng nè, bên đây một góc, bên kia một góc, đúng không? Thì mấy chị mường tượng như là chỗ tôi với chỗ cái chị Thí đó đứng á, là hai cái cột nhà vậy đó. Đụng vô là sập nhà đó. Đúng rồi. Hoặc là hai chiếc xe của người ta đậu, đúng không? Mấy chị ve cái dọc là thí dụ mấy chị đi siêu thị nè, đi sân bay rồi nè, đúng không? Hay là về nhà mấy chị lùi xe vô garage, vô chuồng, vô nhà xe mình, đúng không? Còn mấy B2 nó có ghép ngang, nó ghép ngang là ghép sau, ghép ngang là ghép xe vô lề. Ừ. Thì hạng C mấy anh chị không có ghép ngang, quá dễ là chỉ có một vài ve này thôi, làm không xong nữa thôi. Đó, mấy chị khi lùi xe là mấy chị phải quan sát kiến chiếu hậu và phải tập trung hai cái góc này. Có nghĩa là bánh xe mấy chị phải đi ngang qua đây nè và nó đi song song dưới này nó đi vô. Còn nếu mấy chị thấy nhìn kiến chiếu hậu bên phải mà thấy cái bánh xe mình, cái đuôi xe của mình nó sát đây quá là không được. Không có ve nữa đụng đây sao, đúng không? Nó phải đi ngang qua đây nè, góc bên đây cũng vậy. Có nghĩa là cái bánh xe sau bên, đúng không? Nó phải hở cái này ra, hở cái góc này ra nè. Nó phải đi qua như vậy, nó đi vô vậy nè. Đúng không? Cho nên là mình phải tập trung hai cái góc này, đúng không? Đó, nếu mà mình cảm thấy mà mình nhìn kiến chiếu hậu mà cảm thấy là hai góc này nó hở thì tiếp tục anh chị lùi. Có khoảng trống, có độ hở là cứ lùi. Còn thấy nó sát là phải dừng lại sửa. Không có ve nữa, đi thi mà không chị ve đè lên đây nó trừ điểm, đúng không? Về nhà ve lên đây đụng mầm mầm sao được, đúng không? Đó mày đi. Thì cái bài ve của mình nè, có nghĩa là khi mấy anh chị muốn lùi xe, cái thứ nhất là mấy anh chị phải đi với tốc độ thiệt chậm, bằng cách là mấy anh chị phải đỡ được cái chân con, phải không? Chứ không phải mấy chị thả con bạc bạc ra xe, còn phóng đi, không bao giờ ve được. Ve cái đó sao ve được? Phải đỡ chân con, cái thứ nhất là phải đỡ chân con. Cái thứ hai khi mấy anh chị muốn lùi xe là mấy anh chị phải quan sát kiến chiếu hậu và phải nhìn hai kiến luôn, chứ không phải tập trung bên liếc bên này rồi phải liếc bên kia, đúng không? Là phải tập trung hai kiến chiếu hậu. Và cái nguyên tắc của lùi xe nó cũng y như mấy anh chị chạy tới thôi. Mấy anh chị đánh lái về bên nào thì đuôi xe nó sẽ về bên đó dễ hẹn, đâu phải tay lấy nghịch đâu. Còn mấy anh chị ve container hay gì là tôi không biết, cái đó nó hơi khó nha. Như ở Vũ Long tôi hồi xưa thì tôi thấy mấy ông chú mà chạy mấy cài, mấy ông đó ve mới siêu, tại vì cái rồ móc nó dày nè, đúng không? Còn xe tải mình cứ ve, mấy chị cứ đánh lái về bên nào là cái đuôi xe nó sẽ về bên đó thôi. Đánh lái qua trái thì cái đuôi xe nó về bên trái, đánh qua phải thì đuôi xe nó về bên phải, thấy không? Khi mấy chị lùi xe, mấy chị nhìn hai kiến chiếu hậu, mấy chị thấy cứ thấy bên nào rộng giữa cái xe của mình với cái chuồng, bên nào rộng thì mấy chị đánh lái về bên đó, và đánh lái qua đâu là đuôi xe qua đó ha. Và phải tập trung nhìn hai kiến chiếu hậu, đúng không? Rồi thì bây giờ cái xe mình muốn ve vô cái ô này, có nghĩa là khi mấy anh chị muốn lùi đó, mấy anh chị đi cái xe mình nó phải sát vô cái cửa chuồng này, cái chỗ trống để mình ve vô này, gọi là cái cửa chuồng, chứ không phải mấy anh chị đi cái xe mấy anh chị đâu lúc về mị mị vào đây là đâu có được. Mình muốn ve xe vô chỗ nào là mình phải bám sát cái xe vô chỗ đó, bám sát đây nè, nhưng mà bám sát thôi, không được đè lên cái này. Ví dụ đây là cái hàng rào hay là cái dách hay là một cái gì chướng ngại vật ở đây, mấy chị bám sát vô đây mấy chị đụng. Còn đi thi bám sát đây trừ điểm, đúng không? Phải hở ra như nè, rồi mấy chị đi sâu vô, đúng không? Đi sâu vô thì mấy chị sẽ nhìn cái chuồng ve ngay đây. Lý do tại sao người ta có quẹt cái miếng sơn này thì khi mấy chị đi vô có hai trường hợp để mấy chị ve. Trường hợp thứ nhất là mấy chị đánh lái chết cũng vẫn được,
những cái xe Hino này mấy chị đánh lái chết nó hơi nặng. Đánh lái chết là sao? Thí dụ mấy chị lấy điểm canh, khi đi vô mấy chị canh vai người lái mấy chị khoảng giữa giữa cái chuồng ghe này nè. Cái vai mình ngồi mình lái cái vai của mình nó phải chính giữa chuồng ghe nè, mấy chị thấy người ta vẽ miếng sơn đây không? Thì nó nằm khoảng khoảng cái giữa nè, giữa cái chuồng ghe chia cái chuồng này ra làm hai. Đúng không? Vai mình ngay chính giữa. Đúng không? Nếu mấy anh chị còn yếu quá thì mấy anh chị dừng lại. Mấy anh B2 nó đừng dừng lại không à. Mấy anh học hạng B2 xe con á là nó vô đây nó canh cái vai nó ngay chính giữa chuồng ghe nó thắng đứng lại. Cái đầu đánh nó chết. Đúng chưa? Bây giờ đúng không? Có nghĩa là mấy anh chị phải đánh lái qua phải cho cái xe mấy anh chị nó phải nghiêng 45 độ so với cái chuồng ghe. Đúng không? Còn hạng C của mình nếu mấy anh chị đi xa ra đây quá nè, xe mấy anh chị xa cái cửa chuồng quá, khi mấy anh chị đánh lái qua phải thì cái đầu xe của mấy anh chị sẽ đi lên tới ngay cái vạch trắng, nó cắn lên vạch trắng đó là cũng được. Nó có trong cái phạm vi này nè, vạch trắng thấy không? Đó, trong cái phạm vi này nè, để mấy chị xây sở sao mấy chị ghe cái xe vô, chứ không phải mấy chị muốn đưa cái đầu xe lên tới đâu là được. Đúng không? Nó có giới hạn đó, cái vạch trắng đó, từ cái vạch trắng lên tới đây nè, thì cái xe tải của mình phải xây sở sao. Bánh xe của mấy chị không được đè lên cái vạch trắng đó. Nếu mà bánh xe trước của mình để cái này nó hở quá, đè lên đó là chừng. Đúng không? Trong cái phạm vi này thôi. Không? Hiểu chưa? Rồi thì bây giờ tôi nói tới đó thôi, bây giờ tôi sẽ làm mẫu một vòng cho mấy chị coi ha. Rồi bắt đầu thay phiên từ người lên chạy. Nhớ nha, tập trung góc này nha. Góc đó như là canh nha, chính giữa giữa khoảng cái chuồng ghe đó. Đây thầy đang hướng dẫn kỹ thuật ghe xe vào chuồng nè. Đó, cái vai nó bằng cái vạch kia, ngang cái vạch kia. Thấy không, mấy chị thấy tôi vô cái thành xe của tôi nè, cái thành xe nè, với cái vạch trắng luôn cái chuồng á, nó hở từ 30 đến 40 phân bền, nó phải thẳng với cái vạch trắng đó đó. Đúng không? Có nghĩa là xe mình sẽ xét như cái cửa chuồng này nè. Đúng chưa? Bắt đầu uống uống khoảng canh cái vai mình giữa giữa chuồng xe. Rồi chị đánh lái qua đâu? Ừ. Đó, chồng mình chị yếu quá, chị đánh cái chết, chị chạy đánh cái chết, nó nặng lắm. Yeah.
Rồi sao cái nghiêng quá, hơi nghiêng nha, bánh trước bánh sau nghiêng quá. À, hơi xa quá, cũng còn hơi xa. Rồi quẹo qua bên trái. Do chuồng xem có cán, sẽ có cán vạch không? Rồi cán vạch rồi, nếu vậy cái nào cũng cán vạch rồi. Cắt máy luôn rồi.
hai người rớt ngày 15, thì ba người đậu ngày 15 đó, ba người đó được thi sát hạch vào ngày 30. Còn hai người rớt ngày 15, có thể là ngày 23, 25 người ta cho hai người đó thi lại tốt nghiệp. Thì tới ngày 25 mà hai người đó đậu lại tốt nghiệp thì người đó, hai người đó không thi sát hạch vào ngày 30 và có thể thi sát hạch vào ngày mấy tây nữa tháng sau. À, có nghĩa là mấy chị coi như y như dạng như chống chống mình đi học mình thi tốt nghiệp rớt mình ở là lớp vậy đó. Thì khi mấy chị đi thi sát hạch của tôi bên đó, còn mấy chị ở lại lớp mà mấy chị không thi sát hạch theo chính khóa thì mấy chị phải tự đi thi sát hạch ngày đó của tôi bên đó đâu, phải tự túc. Đúng rồi, tại vì tôi theo là tôi theo chính khóa, tôi theo chính khóa của cái ngày tốt nghiệp ngày 15. Nếu ngày 15 mấy chị đậu tốt nghiệp hết thì bây giờ tôi đã nhắc mấy chị học lý thuyết và mô phỏng rồi, đúng không? Ráng thì sau cái ngày 15 đi mấy chị đậu hết tốt nghiệp đi đó, rồi ngày 30 chính khóa mấy chị đi thi sát hạch sẽ có tôi bên đó với mấy chị ha. Còn ai mà ngày 15 rớt tốt nghiệp, ngày 25 thi lại tốt nghiệp, qua tháng sau mấy chị thi sát hạch ha, thì những người đó tự qua bển đi thi, đúng không? Nhiều khi lúc đó tôi nhận khóa mới, tôi đi được trường đâu, trên Phú Lý thì đâu có trực thi bên đó mà có mặt tôi với mấy chị bên đó đâu, do mấy chị ở là lớp. Do mấy chị ngay từ đầu tôi kêu mấy chị học bài, mấy chị không học, mấy chị rớt đó, nó đơn giản là dễ hiểu vậy thôi, đúng không? Rồi cũng phải thi lại lằn nhằn, đúng không? Thì tại sao ngay từ bây giờ không lo học? À, thầy đã cho tự leo lên xe này để dê vô cái chuồng nha, xe tải dê vô chuồng. Cái này là cái bãi tập nè, nháp thôi nên nó không có cái gờ, cái chuồng nó không có cái gờ nè các bạn. Bây giờ chèo qua đây nè để dê vô cái chuồng này nè, cái chuồng này nè, cái chuồng này là chuồng nháp thôi nha, tập cho quen, khi nào quen rồi mới cho qua cái chuồng mà có gờ. Cái việc đầu tiên á, mình phải cho cái xe chạy song song cái đường này nè, phải cho xe chạy song song cái đường này đó. Để mình vô, nó hơi lệch nha các bạn, hơi lệch nha đó. Vô nửa cái chuồng thôi là đánh lái qua, đánh lái sóng luôn à. Bạn Phi này đánh lái sóng luôn, nếu mà tay lái yếu thì mình ngừng hẳn lại, mình thắng hẳn lại và mình hẳn đánh lái đó. Đánh lái tới cái vạch bên kia kìa. Thông thường người ta có canh con cục đá nha, thông thường người ta canh cục đá này, thẳng hàng cục đá này, còn nếu không thì mình canh cái bờ kia đó. Bây giờ xử lý nè, dê lại nè, cài số dê lại nè, dê chuồng nè, chỉ cần cho cái xe nó hở ra cái vạch ra đó, nó hở như thế này là ngưng ngay được rồi, ngưng ngay được rồi. Các bạn này cần vô nữa thì nó sẽ bị rộng nha, cho mà vô hơi sâu nên bên tay trái này, bên tay trái nó rộng hơn bên tay phải nè. Nói chung như vậy là cũng ok nha, nhưng mà nó hơi rộng, bên đây thì ok nhưng bên đây hơi rộng nè. Gấp đôi bên kia. Lúc đầu mình vô các bạn thì cái mình hay vô bên cái hướng bên tay trái này á thì nó hơi rộng nha, còn hướng bên tay phải này thì nó lại chật, nhưng cái lần sau mình lại canh, mình chỉ cố ý mình canh hướng bên tay phải thôi. Tiếp tục làm sao cho xe nó thẳng hàng với con đường này nè, nó cách con đường này một đoạn nhỏ thôi, nó như vậy là tương đối các bạn, rồi tương đối cũng được rồi đó. Giữa cái chuồng, một nửa chuồng ha, nửa chuồng, vai bằng nửa chuồng là quẹo đó, quẹo sống luôn. Rồi bây giờ sẽ dê, cài số dê dê lại. Rồi lấy quá nhiều không, nên đây quá rộng nè, quá rộng luôn. Còn bên đây thì chật à, xử lý như vậy là quá chậm rồi. Rồi bây giờ là chuẩn bị là cài số dê nha, dê vào chuồng. Mỗi một người có một cái cách dê khác nhau nha các bạn. Nói chung là thầy chỉ một đằng nhưng mà có nhiều người ta tự đúc kết rồi đó. Như mình như vậy là ok nè, đối với mình như vậy là ok nè, bánh trước phải sửa lại đó, ok đúng lý thuyết luôn.
rồi phải ăn ngay. Hơi nghiêng chút à, rồi đánh cái lái nhiều quá nên nghiêng nè, ha. Hơi nghiêng một chút nè, trên rộng bên. Học ở đây xong các bạn, thì sang bên kia thi kìa, sau bức tường đó là thi bên đó đó, trường Bửu Long. Lúc nào xe cũng sử dụng số 2 nha các bạn. Đối với xe tải này thì sử dụng số 2, số 1 thì nó xe thùng không mà nên nó dư sức. Số 2 cho thẳng hàng nè, chỉnh cho thẳng hàng là ok. Chưa được thẳng lắm ha, rồi nghiêng nghiêng nha, nửa chuồng đánh lái, hết lái. Nè cái đầu đụng bên đây á, ghe bánh trước lại nè, quay chở bánh trước lại nè. Rồi đưa về không, trả số, lùi ghe vô. Bây giờ canh xe nè, đối với mình thì mình sẽ canh khi nào mà nó lòi cái mí kia ra mình sẽ ngưng lại. À, rồi ok, quá đẹp rồi. Đưa cái bánh về vị trí thẳng, nếu cái bánh này nó còn nghiêng thì mình sẽ bị ghe không có chính xác nha. Nếu mà chắc ăn đó thì mình chồm đầu ra mình nhìn. Rồi mình nhìn cái đường nó vô ở ngoài rộng ở trong hẹp, mình chỉnh lý xử lý cái bánh nè. Nè bên này rộng nè,